rồi. Rồi. Rồi nó đẩy ngồi đó luôn rồi. Rồi. Đỏ. Cái đỏ rồi, thủng rồi. Mấy Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi chiên câu cá trôi chép rô phi mè dinh, hiệu quả dễ làm nha các bạn. Ok, đây là nguyên liệu của chúng ta, nó gồm có như sau: mè rang cháy, đậu xanh rang cháy, đậu phộng rang cháy, mọi thứ nửa ký. Rồi bây giờ mình sẽ phối mồi và làm mồi cho mọi người xem. Mình sẽ dùng một cái thau rất to như thế này đó, và cho ba thứ này vô trong cái thau to này. Đây, đậu phộng, đậu xanh, mè, mình mới vừa rang vừa làm vừa xong luôn, rất còn nóng hổi, vừa thổi vừa làm vậy mới hấp dẫn. Rồi nguyên liệu tiếp theo: cánh chim, cánh trứng, ba gói cánh chim, cánh trứng, 1, 2 ba gói, 1,5 kg cắm tanh nặng. Đây là cắm tanh, cắm cá xe nhuyễn 1,5 kg nha các bạn, cho hết đây luôn. Mồi câu cá D1, đây là nguyên liệu cuối cùng. 2 gói mồi câu cá D1 như thế này tạo hương dâu. Ok, trộn đều và xay nhuyễn nữa là xong. Đó, nó chỉ có 1, 2, 3, 6 nguyên liệu: đậu phộng, đậu xanh, mè, cám chim, cám tanh và D1, 6 nguyên liệu. Là mồi chính, căn bản. Ok, bây giờ sẽ đến phần xay nhuyễn và đóng gói. Đã có ngay mồi dành câu cá trôi chép rô phi mè dinh, hiệu quả dễ làm. Câu đơn, đài, lục, lăng xê, thích hợp câu tự nhiên, hồ đập tự nhiên. Đây là thành quả của bài mồi chiên câu cá trôi chép rô phi mè dinh, hiệu quả dễ làm. Đó, rồi về anh em ơi, cũng rồi. Rồi, tôi cũng rồi. Cũng rồi. Trôi rồi. Trôi rồi em ơi. Trôi đỏ. Sướng. 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 Đã
Đây rồi. Ăn khủng. Mấy tí á. Nãy nãy rồi. Cho đỏ bạn ơi. Ê. 2 ký á. Cân ký các bạn. 00. Một ký 930 nha các bạn. À, 1 ký 930. Ok. Đây các bạn, bầy mồi chiên câu cá trôi chép trù phi mà Vinh hiệu quả với làm của các bạn nè. Đã chưa? Hôm nay lên hàng á. Ok. Tuyệt vời. Bự. Hai cái mấy á? Con này hơn. Trời ơi, móc bụng hai lửa vậy. Móc lửa rồi sao xảy ra chứ? Cái này ở trong này à. Này các bạn ơi. Trời ơi to bạn ơi. Đã phê chỗ đỏ. Bài mồi của các bạn đây. Tuyệt vời chưa? Bây giờ sẽ cân ký nha. Bạn đáng bao nhiêu ký?
đang gì cái em? Cỡ 3 ký mấy? Hả? Cỡ 3 ký, từ 3 ký đổ lại. Không không nha các bạn. Ba hàng ba đổ lại. Hai hai ký rưỡi 30 nha các bạn. Hai ký rưỡi 30. Ú đã. Tuyệt vời. À, 2 ký 30 chuẩn luôn. À, đánh vậy khó đánh vậy đó. Tuyệt vời. Hả? Trời trời. Hai con rồi đó. Con một con ký 9 30 và con này 2 ký 30. Tuyệt vời, hai con đã. Hai con nha, 2 2 3 3 ký 4 ký rồi. Đã quá các bạn ơi. Tuyệt vời. Ok. Hai con 4 ký mấy luôn. Đã. Sao giỏi lại mình đây. Giờ cho em vô giỏ nữa là ok luôn. Chuẩn luôn. Tuyệt vời nha các bạn. Trời trời. Nè bạn sát xem nè, đã nè. Cá nè. Con này sao không thấy nó không có đỏ mấy nha. Đâu, con này đực đỏ nè. Đúng không? Nó lâu rồi đó, đỏ. Một cặp rồi. À, kéo kéo lên mà thấy kéo không nổi là nó rò đụng hang rồi chứ. Không có con gì hết trơn á. Ừ đúng rồi nè, vô đỏ, đỏ nó đỏ. Ừ. Sao rồi? Hai con 4 ký mấy mà. Ok nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết số cá của ngày hôm nay cho mọi người xem. Tuyệt vời. Hai con cho đỏ 4,5 ký. Đây các bạn, đã chưa? Con đầu tiên. Đây, con này nhỏ hơn 1 ký 9. Đó. Số cá mình hôm nay đó là hai con vô đỏ này là 4 ký rưỡi. Là mình câu từ cái bài mồi mà chiên câu cá trôi chép Rufi Mày Vinh hiệu quả dễ làm á. Trong mấy tuần nay, cả tháng nay mình test cho mọi người xem á. Đó, vẫn là mồi này, mình uống qua một đêm thôi. Vậy là cái thế là câu thôi. Thì có cá thì ăn thôi. Đó. Có mấy lần trước là cá cho đỏ nó không có vô. Và hôm nay cá nó mới vô. Đó, mình mới câu được hai con khủng này. Đó, nhất ngày hôm nay có hồn nó le luôn rồi đó. Đã chưa? Nè, con này 2 ký rưỡi nè, đã không? Tuyệt vời. Chiều nay sẽ có món cá trôi chiên giòn. Tuyệt vời các bạn. Ok các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cái đam mê cá các bạn. Tạm biệt các bạn nha.